cái câu chuyện mà tại sao có nhiều câu hỏi mà Đức Phật lại không có trả lời cho ngoại đạo ấy. Là bởi vì có nhiều câu hỏi nó không đem lại lợi ích thì Đức Phật không có trả lời. Hoặc có những câu hỏi mà cái người hỏi đó họ không đủ khả năng để họ hiểu, họ không đủ khả năng để họ phân tích hết được vấn đề thì Đức Phật cũng không có trả lời. Ví dụ như hỏi về cái nguồn gốc của chúng sanh, Đức Phật biết chứ, nhưng mà Ngài không có trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì cái dung lượng á, gọi là cái mình tạm gọi là cái bộ nhớ của một cái phàm phu á, nó không đủ khả năng nó ghi nhớ được cái lượng dữ liệu mà Đức Phật truyền tải cho họ. Mà nếu như họ cố gắng họ suy nghĩ, họ cố gắng họ phân tích thì họ sẽ bị điên. Nói một cách mũi gì dễ hiểu, tức là theo kiểu bây giờ đó, cái điện thoại của mình là cái điện thoại cùi bắp, chỉ có nghe gọi thôi. Điện thoại Nokia từ thời cô Lý cô Lai nào đó đó, chỉ nghe gọi thôi. Mà mình bây giờ mình đòi là nó phải tải phim bộ ha, phim bộ cô dâu 8 tuổi chẳng hạn, tải một bộ phim bộ mà nhét vô trong đó thì quý vị thử hỏi coi làm sao mà nhét vô được, nó vô kế khả thi đấy. Cho nên là trong những cái trường hợp đó mình lười, mình không muốn trả lời là như vậy đó. Thì thứ nhất là nó không đem lại lợi ích thì Đức Phật không có trả lời. Cái thứ hai là cái khả năng ghi nhớ, khả năng tiếp thu của cái người hỏi đó, nó không thể nào tiếp thu được cái lượng kiến thức mà Đức Phật sẽ nói cho con người đó, cho nên Đức Phật cũng không có trả lời. Bởi vì nó quá tốn thời gian đi. Trong khi đó chỉ cần tu tập theo cái lời hướng dẫn của Đức Phật thì bản thân mình có thể chứng đắc được đạo quả. Và sau khi chứng đắc được đạo quả, mình có thể tự trả lời cho những câu hỏi đó. Sư nói ví dụ như bây giờ cũng cái điện thoại cùi bắp đó đó, mà muốn tải cái bộ cô dâu 8 tuổi vô thì mình chịu thua. Mình chỉ nói đơn giản bây giờ đó, dẹp cái điện thoại một bên đi, đừng có lo nghĩ cái chuyện này, kiếm tiền ha, kiếm tiền mua cái máy tính, mua cái ổ cứng, dung lượng thì chắc cũng tương đối khá đó. Rồi lúc đó muốn tải cái bộ cô dâu 8 tuổi đó, tải vô rồi tha hồ mà coi. Thì như vậy đó, mình không giải quyết được cái vấn đề mà người ta cần, tức là đem nguyên cái bộ phim ấy đó nhét vô cái điện thoại cùi bắp, nhưng mà mình đưa ra một giải pháp, tức là gì? Kiếm tiền đi, mua cái máy tính có cái ổ cứng, thì khi đó cái chuyện mà mình muốn ấy làm được. Mà có khi tới hồi mình có được cái máy tính và có ổ cứng, mình không có còn muốn làm cái chuyện đó nữa.